Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Nhà Cổ, tác giả Nguyễn Ngọc Thư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Mùa chướng sổ cửa đất phương điền. Nửa đêm, cả nhà tôi tóc mùng, ngồi nghe tiếng ngói dịch lắc cắt rờn rợn trên mái nhà phía đông nhân phủ. Má tôi mở cửa sổ, kêu giọng qua bên đó: "Thằng Tứ Hải, đem mấy đứa nhỏ qua ngủ với má con tao nè. Để không may cái ngói nó rớt trúng đầu, tội nghiệp tụi nhỏ lắm mà nghe." Dứt tiếng thì cái đầu tóc ngái ngủ bù xù của ông chủ trẻ nhân phủ lù lù trước sân. Tay thì na con tha, chỉ thể vợ của anh thì dắt con tho đi sao. Thả hai đứa nhỏ vô mùng tôi, anh lào bào: "Chà, điều này biết nhà mình có qua được cái mùa gió này không đây, út nhỏ." Tôi thở dài cái thượt, như cũng đang nặng lo cho nhà mình. Mặc dù hơi ngẩn ngơ, mình có cái vai gì trong ngôi nhà cổ sắp siêu đổ ấy đâu. Má tôi cằn nhằn khi tiễn đôi vợ chồng hàng xóm ra cửa: "Mắc cái gì mà tụi bay giữ hoài cái nhà quan chướng đó? Sao không bán đi cho rồi, cất nhà mới, sống cho bình thường như con người ta." Anh Tứ Hải không trả lời, chỉ cười khà khà. Nhân phủ của anh cách nhà tôi một hàng rào cặm bằng cây bình bát. Đó là ngôi nhà cũ kỹ, già nua nhất làng cổ Phương Điền. Nghe kể, ông tổ nhà anh Tứ Hải đã đứng ở dưới cây dông nem trước nhà, bảo tớp thợ của ông muốn làm một ngôi nhà đẹp nhất, rộng nhất cái xứ này. Một ngôi nhà thật là lớn, cho tất cả con cháu ông khi sinh ra đều có chỗ cho mình. Ròng rã hơn 30 năm, những người thợ xứ Quảng đã làm nên một kiệt tác nhà rường Nam Bộ, nghiêm cẩn, công phu chạm trổ từng chi tiết nhỏ, từ cây cột tới cái ngạch cửa, từ những cánh cửa tới mấy cái bậc tam cấp lối vào. Nghe kể khi làm nhân phủ, người ta đã cúng đủ 10 lễ, cho nên nó điềm nhiên đi qua hai cuộc chiến tranh mà không có một vết tích nào. Năm 1972, Mỹ ngụy cho bom đạn cày xới dữ dội vùng này, nhưng chỉ có quả bom rớt sau nhà thành một cái ao bong súng. Nhân phủ được trao cho anh em Tứ Hải Tứ Phương khi hai người mới 18-20 tuổi. Lúc đó nó đã khọm rọm bẹo bạo như răng người già. Hồi nhỏ tôi ở nhân phủ còn nhiều hơn là ở nhà. Tính tình năng động, phá phách, nên hợp anh em Tứ Hải hơn là cái bà chị ruột. Má tôi rầy hoài, có lúc nghe má kêu: "Út nhỏ ơi!" Tôi học tóc, chạy chui rào, qua đất nhà mới dạ. Nhờ vậy tôi mới phát hiện bên anh Tứ Hải có nhiều cái lạ. Về cười nắc nẻ với má tôi, lòng bàn đang bằng tre đậy mâm cơm, được lợp thêm một lớp vải. Nếu không thì trứng mọt ở trên trần nhà rắc xuống thức ăn như người ta rắc tiêu xay vậy. Đít quần của anh em Tứ Hải mặc vải luôn luôn nhăn nhúm trầy xước vì mấy cái bộ dáng mọt gặm lởm chởm. Trời mát rượi đi trong nhà mà phải chụp cái nón lá sùm sụp lên đầu để đề phòng ngói nó bị rớt. Mấy cây cột chạm rồng chạm phượng bị mối cắn bọng than, búng ngón tay nghe kêu bọp bọp. Còn trẻ lại nghèo, anh Hải phải đi bán bánh bao dạo nuôi em ăn học. Cho nên điều mà họ có thể làm được là giữ cho đồ đạc trong ngôi nhà bóng như gương. Năm 16 tuổi, hoa nhân phủ chơi, nhìn vào đó tôi thấy cả đám mụn cám lấm tấm trên cánh mũi của mình. Năm tôi 16 tuổi, qua bên đó chơi, biết hai anh đều lặng lẽ để bụng thương chị Thể mất rồi. Chị Thể một côi, từ nhỏ về ở nhờ trong nhân phủ, đẹp nết, đẹp người. Sinh thời má anh Hải hay nắm tay trìu mến, má có hai thằng con trai. Chừng nào mà lớn á, bay chọn một đứa làm con dâu của má nghe. Chị Thể chỉ cười cười, không nói. Chị Hiền, dịu dàng như chiếc lá me. Con trai xóm khác gặp một lần thì còn nhớ, huống chi ba người họ lớn lên cùng nhau. Nhưng nhường qua nhường lại hoài, mãi không ai mở lời hết.
Chú em thì nhịn ăn sáng, ốm ròm, mặt mày xanh ẻo, cắt cụm để dành tiền thai về cho chị Thể. Nào là kẹp tóc, dòng bạc, dép, giày. Ông anh thì chẳng mua gì, nhưng thấy chị do cơm thì nhảy vào thổi lửa. Thấy chị sắp giặt đồ thì anh xách nước để sẵn mấy thùng. Những buổi sớm mai hai người cùng nhau xào nhân, nhồi bột, hấp bánh bao. Khói quay lấy cả hai, khói thơm ngay dại mùi lá dứa. Người em thức sớm học bài, thấy cảnh đó đọc lung tung những câu chẳng có nghĩa gì hết. Cho nên chị Thể chọn ai tôi đều thương người còn ở lại. Ở ngoài cuộc, hai má con tôi thì phân tích kỹ lưỡng. Tôi nói anh Phương đáng để thương. Anh Phương cao ráo, thanh mảnh, miệng nhỏ, mắt sâu, trán cao, ăn nói nhỏ nhẹ, là người thông minh. Má thì nói thằng Hải nó mới tội nghiệp, tính tình hệt hạt, ruột để ngoài da mà nhiệt thành, lúc nào cũng sởi lởi thư gửi nói cười với người trên trước. Cãi qua cãi lại hai má con mới ngã ngửa ra. Ủa, hơi đâu mà nói chuyện của người ta. Tốt nghiệp trung học xong thì anh Tứ Phương xung phong đi bộ đội. Anh đi mà không có nói gì với chị Thể hết. Tôi cứ nằng nặc đi theo hỏi tại sao. Anh nói thương anh hai quá. Út nhỏ à, 14 tuổi anh đã thấy cha mẹ nuôi anh quán xuyến trong ngoài, học hành lỡ dở. Tôi ồ hét. Hiểu rằng nhân phủ từ khi dựng lên luôn đủ chỗ cho hết thảy mọi người sinh ra ở đó. Chỉ vì nặng lòng yêu thương mà anh phải ra đi. Cái hôm mà xe đưa quân chạy qua nhà, tôi khóc bù non bù nước, tội nghiệp Phương quá. Anh Tứ Hải thấy như vậy, tưởng đâu tôi đã để lòng yêu, nên coi tôi như em dâu của anh vậy, như tôi là người của nhân phủ mất rồi. Mấy bữa chị Thể đi chợ, ở nhà kiếm hỏng ra cái tô cái dĩa, anh Tứ Hải cũng chạy qua hỏi tôi. Mà ngộ hả, hỏi gì tôi cũng biết hết. Cái bữa mà Phương gửi thơ về, anh Hải rủ tôi qua đọc. Từ đầu tới cuối, Phương nhắc tới tôi chỉ một câu chính chữ: Út nhỏ có qua nhà mình xin giấm không? Vậy mà anh Tứ Hải vẫn ân cần căn dặn: Ráng chờ thằng Phương nghe. Út nhỏ, 3 năm tưởng dài mà mau lắm. Tôi mắc cười, nhưng mà giả đò quá hay. Thắt thỏm than nhớ thương, để cho anh yên tâm. 3 năm tưởng dài mà mau. Anh Tứ Hải cưới chị Thể, 2 năm sinh 2 đứa con gái. Anh Tứ Phương về ngó chị Thể nuôi con gầy ngẳng, lặng lặng mà đau. Nhiều khi lỡ miệng kêu Thể à, chị Thể nhỏ nhẹ cắt ngang: Chú Út nhỏ hỏi chị chi đó? Anh Tứ Phương cười cười: Ờ, tính nói gì mà quên mất tiêu rồi. Nói gì bây giờ, ngay cả cái cách xưng hô cũng dở dở ngăn cách. Mà tôi nói giọng như là cảnh cáo tôi vậy. Thằng Tứ Phương nó khác thường, nó trầm tính, sâu sắc. Người như vậy thương ai là thương tới chết mới thôi á nghe. Tôi rành 6 câu cho nên đâu có dạy. Nhiều bữa từ bên nhà ngó sang, thấy chị Thể lúi cuối thổi lửa nấu cơm trong gian bếp là đà khói. Tôi hỏi lòng có thích vị trí của chị ấy không? Câu trả lời là không. Rủi quá, 32 tuổi tôi vẫn chưa lấy được chồng, vẫn chưa yêu ai. Mỗi lần mà có anh chàng chạy lại coi mắt tôi á, là anh Tứ Hải buồn rượi. Lo chắc tôi thôi chờ em anh rồi. Chàng nọ dạt ra, anh sướng quá, cười 10 bữa chưa thôi. Má tôi tức lắm bảo: Con Út nhỏ chắc mắc nợ anh em thằng Tứ Hải. Để coi thể nào mày cũng ế chồng. Mà bà ngờ ngợ: Con nhỏ ngông này, nói thiệt coi, mày có thương cái thằng Tứ Phương thiệt không? Hử? Tôi cười: Thiệt đâu mà thiệt. Mắc coi trên mặt con có vẽ cái chữ Phương nào không? Đương nhiên là không rồi. Tình nhân gì hai đứa tôi, tình nhân gì mà như tôi nè, ngồi uống rượu với người ta, nghe người ta than thở. Anh không quên được chị Thể. Phương ra quân,
xin được một chân bảo vệ cơ quan tòa án thành phố. Buổi tối, anh phụ chạy bàn cho quán cà phê trước cổng. Anh nói phải kiếm tiền để phụ giúp anh hai sửa lại cái nhà. Một năm, anh về Phương Điền chừng 5-3 lần. Nhân phủ sẽ xáo trộn đôi chút. Anh Tứ Hải ghé quán chú Sồi mua rượu, đổ vô cái hũ đựng đầy nhóc xác trái nhào. Trái nhào khế, chị Thể mua thức ăn ngon hơn, nấu bữa cơm canh tươm tất hơn thường ngày. Mấy đứa nhỏ được chú Út giảng nghĩa những chữ ghi ở trên mấy tấm hoành phi kia. Hai chữ treo giữa nhà là dạng cổ phương, còn kia là ái sở thân, kia nữa là đức lưu thiên cổ. Hai đứa nhỏ ngẩn người ra, vỗ tay cười. Chú Út nói, sai biết, ba con nói cái chữ đó là anh hùng náo, chữ kia là bao thanh thiên, còn lưu thiên cổ gì đó, ba con nói là tứ tử đăng khoa, toàn là tên mấy cái tuồng cải lương. Tứ Phương nghe ôm cháu vô lòng, rồi ngậm ngùi thương cái người vì anh mà chịu nhiều thua thiệt. Rồi chạng vạng tôi qua, cả nhà mở tiệc, trẻ con no bụng chạy đi mở tivi coi, còn lại bốn người cùng nhau ngồi uống rượu tới khuya xa. Mà không, chỉ có ba người uống, còn chị Thể thì ngồi lui ra sau chừng 5-3 thước như xưa rầy vẫn vậy. Tôi ngờ rằng cũng ở vị trí đó, một hôm chị chọn được người trăm năm của mình. Lặng lẽ cười cười, cùng cái cảnh này người này, nhưng trong lòng đã đánh mất sự bình yên trong trẻo xưa rồi. Tôi nói nghe bù xè nhai gỗ trèo trèo buồn thiệt. Anh Tứ Hải bảo ngói ở trên mái nhà lăn lóc cóc xuống máng xối rồi kìa. Anh Tứ Phương thì chắc lưỡi, anh mới kiểm tra chừng 10 cây cột, thấy vậy chứ mấy cái ngàm nó mục hết rồi, chắc là không chịu được bao lâu nữa. Rồi nghĩ mai mốt mà không còn căn nhà cũ kỹ này, biết lấy gì mà nói với nhau đây. Vì vậy mà phải giữ, quyết giữ nhà cho bằng được. Yêu và đau đã làm cho anh em họ nhọc nhằn ở bên nhau, thì căn nhà cổ với những kỷ niệm ngọt ngào ngày thơ ấu níu lòng họ lại. Tụi mấy bận khổ lay, có bữa mưa gió lớn, bỏ cái nồi cơm nấu dở chạy qua, thấy anh Tứ Hải một tay vịn quần, một tay chạy đi đốn cái cây chống đỡ. Tôi nhào vô cùng chị Thể lấy dây chằn mấy cái cây cột trái, rồi bưng thao đi hứng dột, rồi tiếp chị đùn mấy bọc nước trên nóc mùng. Cái lúc mà về tới nhà nhìn tôi loi ngoi ướt, má chép miệng, giọng như mỉa mai, như hờn tuổi. Ông bà mình nói có sai ở đâu, con gái là con người ta mà. Tôi cười, nhìn má. Trời ơi, má nói gì kỳ vậy? Hàng xóm với nhau, rảnh thì giúp thôi. Mà lạ, sao tôi nhìn thấy mình trong mắt má lại lủi thủi đáng thương thế kia. Không biết có phải vì vậy mà má tôi trở nên buồn bực. Có bữa đi dự đám cưới ở cuối xóm về, thấy tôi đang ngồi lặt bông so đũa, má cay đắng hỏi, mày bây giờ già đầu rồi, còn ngóng ra cửa, trông ai nữa? Đâu? Tôi cãi lại, con ngó mấy cái bông mà. Rồi má thở dài, sao lóng rầy thằng Tứ Phương nó ít về vậy? Kệ con chả má ơi, má để ý chi? Tôi đáp, chợt nghĩ, ừ, thì cũng lâu rồi anh Tứ Phương không về. Những lần xe đò cho khách xuống Nhân Phủ, trước thì nhặt, bây giờ thưa lắm. Có về thì anh Tứ Phương cũng ở lại nhà chừng 2 ngày rồi đi. Anh nói với tôi, ở lại một bữa là lòng đau một bữa. Tôi gật gù, ờ, em hiểu, chứ sao không. Hai đứa tôi ngồi đâu đó, chỗ mà ai cũng nhìn thấy, nói chuyện chơi, có lúc chẳng cần nói gì. Tôi cố gắng đóng vai trò của một cô em gái nhỏ, như lúc còn bò lủng đủng, anh bồng đi mua kẹo cho ăn, như cái lúc mà 8-9 tuổi anh chặt giùm bó đũa chơi chuyền, như cái lúc 17 tuổi hai anh em chở nhau ra chợ thị xã chọn đẫm mồ hôi mới được cây kẹp tóc cho anh tặng người yêu. Anh đi rồi, tôi nói với má,
Trời ơi, ngồi với thằng chả mỏi lưng quá. Mắc coi, yêu đương chi cho mệt vậy không biết. Bởi vậy con đâu có thèm. Mà kỳ quá ha, sao ảnh không quên chị Thể Phất cho rồi, để con khỏi mắc công nghe than thở chi cho mệt. Rồi tôi nghĩ, mai mốt đi lấy chồng, ai ngồi chi thương sẽ nhớ với anh, hả Phương? Lùi hụi rồi gió lại đổi mùa, tôi gà gật ngồi cho con bé Tho giết trứng tóc. Nó kêu, trời ơi cô Út nhỏ, cô có tóc bạc rồi á nghe. Chú Út con cũng có, nhiều lắm, mà chú Út con sắp cưới vợ rồi á. Tôi hỏi, vậy hả? Vậy sao? Dạ, con bé nhỏ nhẹ, con chưa biết mặt, con hỏi giống ai? Chú nhìn vòng vòng một hồi, mới nói, cổ hơi giống má. Tôi bảo, giống má con cũng được, vừa đẹp, vừa hiền. Rồi nghĩ, sao mình không có gì giống chị Thể hết vậy ta? Tệ thiệt. Nhưng mà giống để làm gì? Anh chị Tư Hải qua nhà, cúi đầu chịu lỗi với má tôi, nói vì người của nhân phủ mà tôi phải chịu lỡ dở. Tôi cười nắc nẻ, cười ha ha ha, rồi nói em với anh Tứ Phương á giả đò đó, tụi em đâu có tình cảm gì đâu. Dường như họ không tin, chỉ thể nắm tay nhìn tôi chua xót. Còn anh Tứ Hải thì trầm ngâm, ngậm một bụng khói thuốc, quay mặt thở dài. Nhìn thái độ của anh chị như vậy, tôi tính điều này chắc mình cũng phải buồn một chút. Nhưng không phải buồn vì Phương lấy vợ, tôi buồn là vì chiều nay nhân phủ đã sụp đổ trong lòng. Rồi họ và cả má thôi đều bảo tôi là khóc đi.